Shop xin kính chào tất cả mọi người nhé. Shop đang lên một sản phẩm dây chuyền nam chất liệu bạc ta. Đấy, đây là một cái sản phẩm hàng đặt bạc đẹp. Mẫu này thì mình gọi là mẫu dây đơn đúc. Đấy, mẫu dây đơn đúc rất là đẹp. Và đây là một cái mẫu dây mà phải nói là rất là nhiều anh em mình lựa chọn nhé. Nó có nhiều ưu điểm. Đấy. Thứ nhất là đây là cái mẫu dây đeo nhìn rất là nam tính, khỏe đẹp. Thứ hai nữa là một cái mẫu dây mà các bạn đeo rất là sạch và sáng, bởi vì thiết kế của nó chỉ là những cái mắt đơn như này nhé. Đấy, mắt đơn như này nối với nhau và trên bề mặt của nó rất là nhẵn, cho nên là các bạn đeo là nó sẽ sạch hơn là những cái mẫu mã khác. Đấy, thì với cái mẫu như này thì trọng lượng làm ngắn như bạn này nhé, bạn này bạn làm có 48 thôi. Đấy, thì nó tầm 2 cây 9, còn nếu như mà anh em mình mà làm gọi là dài hơn thì nó sẽ tầm trên 3 cây nhé mọi người nhé. Đó, và cái này mình gia công khóa hộp cho khách. Đấy, bạn nào mình thích làm y chang như này thì đặt giống bạn này nhé. Thì đây là cái khuôn dây đơn đúc bé nhất mình có thể làm được cho mọi người. Còn mình có một cỡ to hơn, là cỡ hơn 4 cây và cỡ hơn 5 cây. Thậm chí là có mẫu hơn 7 cây nhé. Mẫu hơn 7 cây thì cái mắt nó dão hơn. Anh em mình cần xem mẫu và cần tư vấn để làm bạc đẹp thì anh em mình cứ kết nối với shop nhé. Đấy, shop sẽ gửi mẫu tư vấn cho mọi người. Anh em mình cứ nói cái nhu cầu của mình là muốn làm dây chuyền dạng dây ống hay là dây dẹt nhé. Tầm trọng lượng bao nhiêu cây là mình sẽ biết để gửi mẫu tư vấn cho tất cả anh em mình. Đó, bên nhà mình thì mình ở Hải Dương và mình chuyên gia công bạc đẹp. Đó, mình làm hàng đặt theo mẫu mình đã quay nhé. Đấy, hoặc là anh em nào mình có mẫu mà mình muốn thiết kế theo yêu cầu thì anh em mình cứ kết nối với shop nhé. Đấy, thì mình sẽ tư vấn báo giá cho mọi người. Cái hàng theo yêu cầu thì là mẫu các bạn đưa ra mình sẽ thiết kế theo, nhưng mà nó sẽ đắt mọi người nhé. Đó, bởi vì cái hàng đấy thì phải làm rất là nhiều khâu. Đấy, từ khâu vẽ mẫu, sau đấy là sẽ phải là làm khuôn mẫu. Đấy, để tạo ra được cái mẫu sáp. Đấy, thì mới đúc lên sản phẩm cho các bạn như này nhé. Đấy, thì và cái thời gian làm nó sẽ lâu hơn là cái hàng mình đã có mẫu sẵn quay cho mọi người như này. Đấy, thì anh em mình trên toàn quốc mà yêu thích bạc đẹp đang cần tìm một cái địa chỉ uy tín đấy để các bạn yên tâm đặt hàng, thì mọi người tham khảo sản phẩm bên nhà mình. Bên nhà mình thì là hàng mình đặt thợ làm các bạn nhé. Đấy, đặt thợ làm riêng theo tiêu chuẩn bạc đẹp. Đấy, bạc đẹp là phải bạc có tuổi bạc cao và phải là chuẩn tuổi anh em mình nhé. Đó, cho nên anh em mình mà đang cần tìm cái địa chỉ để đặt được một cái sản phẩm mà dây chuyền bạc đấy, uy tín chất lượng và chuẩn nhất thì anh em mình tham khảo cái sản phẩm bên nhà mình và kết nối với shop qua cái số điện thoại dưới hoặc là Zalo nhé các bạn nhé, thì để mình sẽ gửi mẫu tư vấn cho anh em mình thêm. Đấy, thì một lần nữa là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video lần sau. Kính chào toàn thể mọi người.